Rồi, thầy không chữa bài tập về nhà đâu nhé, mà các bạn tham khảo file cô sẽ gửi trên nhóm nhá. Hôm nay chúng ta sang cái phần tắm tắt đồng dạng, đúng không? Tắm đồng dạng định lý Talet, và những cái này sẽ áp dụng nhiều trong chương trình hình lớp 9, chưa nào? Cấp 3 chính là dùng ít nhá. Cấp 3 ít dùng những tính chất này, nhưng lớp 9 lại dùng nhiều. Chắc là thầy không cần nhắc lại lý thuyết nữa, đúng không? À, thì trong quá trình chúng ta làm bài tập, luyện tập thì thầy sẽ nhắc lại lý thuyết nếu mà quên. À, xem thầy về này nhá. Thảo vào chưa? Chưa. Thảo thường đúng không? Ok, hôm nay Hai Dương học online này, Khánh offline này, Cường nghỉ này. Thiều Mạnh Nguyên này, Đức này. Viên ra vẽ hình nhá, cho hình bình hành có hai đường chéo cắt nhau tại O và AC bằng 2 lần AB. Giờ chúng ta có đường chéo AC. A này. Wow, đó, ở đây B đây. Đường chéo AC gấp đôi. 17 35 đúng không? Đấy. Khoảng này. Dạ. Yeah. Gấp đôi nhé. Ta kẻ song song. Chưa? Hai đường kéo cắt nhau tại O. AC bằng 2 lần AB. Đó. Trung tuyến BE của tam giác ABO. Đó, trung tuyến BE. Chứng minh góc ABE. ABE là góc này. Bằng góc ACB. Này, có nhiều tỷ lệ là chúng ta nghĩ đến tam giác đồng dạng nhá, hoặc Talet. Đấy, thử khoảng 3-4 phút chúng ta nghĩ xem là có còn nhớ cách làm không nhá.
Ai nghĩ ra ý tưởng chưa? Đức, Nguyên. Thùy Dương, Thùy Dương có ý tưởng nào chưa? Thầy hỏi ý tưởng thôi. Chưa. Ừ. Quân. Thầy nói định hướng nhé. Các bạn tìm cho thầy hai tam giác đồng dạng mà chứa hai góc này nhá. Đúng không? Đúng là trước đây chúng ta hay làm thế đúng không? Chúng ta tìm hai tam giác đồng dạng chứa hai góc đấy nhá. Đồng dạng với nhau. Đó. Thì hai góc đồng dạng thì hai góc tương ứng sẽ bằng nhau, đúng chưa? Đấy, xong chúng ta chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Đấy, thì nhìn thấy ngay hai góc nào ngay, đúng không? Đập vào mắt ngay. Tam giác nào anh? ABC. À, đúng không? Hôm về chứng minh hai góc đồng dạng nhá. Thì con phải viết ra nhá. Đấy, xong chứng minh theo trường hợp nào đó. Cường, Nguyên nhìn thấy hai tam giác nào chưa? Thấy tam giác BAE và tam giác CBA. Đúng rồi, ABE và bên này, ABC đúng không? Đó. Bây giờ xét hai tam giác này, ABE và tam giác ABE và A đúng không? Tương ứng nhá, A là góc chung, B thì là C đúng không? Đó. Bây giờ các bạn sẽ chứng minh cho thầy hai tam giác này đồng dạng theo một trường hợp nào đó, được chưa? Đấy, hai tam giác này có ngay góc A chung rồi, đúng không? Góc A chung. Đó chính là góc BAE thì bằng góc CAB. Đó là góc A chung. A chung. Đó. Góc B và góc C thì chia bằng nhau rồi, đúng không? Thế nên góc E lớn và góc B lớn cũng chưa thể biết bằng nhau ngay. Vậy là phải nghĩ đến chứng minh theo trường hợp là cạnh, góc cạnh, đúng không? Vậy chúng ta có một góc rồi. Chúng ta xem hai cạnh kề góc đó tỷ lệ không, đúng không? Thì thiết lập tỷ số thôi. Đó là cạnh nào nào, Khánh? Rồi, AB chia gì? Chia AC đúng không? AC bằng gì? Không, cạnh kề với góc A mà. AB này trên AC rồi này. Ờ, một cạnh nữa là AE đúng không? AE chia A AB. Đó, ta xem này bằng nhau không? Đúng chưa? AB trên AC, AE trên AB. Bằng nhau không? AB thì bằng nửa AC nên cái tỷ số đầu tiên bằng 1/2. AE bằng nửa AO đúng không? Đấy. AE bằng nửa AO. AO lại bằng nửa AC. Vậy là AO bằng AB, tức là AE cũng bằng nửa AB. Đấy, vì cái này cùng bằng 1/2. Đó, từ đó chia hai tam giác đồng dạng. Theo một trường hợp cạnh góc cạnh và đồng dạng rồi thì hai góc tương ứng bằng nhau, đúng không? ABE bằng ACB. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Thông thường chúng ta là tam giác đồng dạng này
tam giác một đồng dạng tam giác hai. Đó, để suy ra hai loại, đó là tỷ lệ cái thứ hai là góc bằng nhau, đúng không? Thế xong từ một trong hai cái này lại suy ra một tam giác khác, tam giác số 3 đồng dạng với tam giác số 4 để suy ra góc bằng nhau hoặc là cạnh tỷ lệ. Đấy, cứ dùng thế, đúng không? Và thường là câu sau, câu B dùng câu A, câu C dùng câu B nhá. Đấy thì bài này bài đặc trưng bằng cách là dùng những tính chất kiểu như vậy. Đó, xem thầy biết tiếp theo. Cho tam giác ABC. Bài này vừa ta led, chủ yếu ta led, đúng không? Alo. Vâng, chào anh ạ. Anh ơi. Cho tam giác A, B, C. Phân giác góc B. Để to một tí nhé. D. Đó. DE song song với BC. DE song song BC. O là giao điểm BD và EC. M là trung điểm BD. M là trung điểm BD. Tại ước lượng M đây, đúng không? N là trung điểm EC. Các bạn gióng song song sang thì được N, đúng không? Cho AB bằng 6, AC bằng 10, BC 14. 14. Rồi, tính AD, AD, DC và DE. Chúng ta vẽ từng ý một nhé, đừng vẽ ý số 2 đằng trước, hiểu không? Tính AD dùng cái gì? AD. AD tam giác đồng dạng. Làm gì? Đồng dạng như nào? ABD với cả ABC. Nhưng mà AE chưa biết. Đúng không? Thế vậy không dùng đồng dạng được.
Tiếng AD dựa vào cái gì các bạn? Dương nào? Hoàng Dương. AD dựa vào gì? Dương Thảo vào chưa? Thấy rồi. Quân, Quân ơi, Quân ở mic thì nghe nào? Quân đoán là tính AD sẽ dựa vào gì? Alo Quân. Lại chạy đâu mất rồi. Đức nào? Alo Đức, Đức ơi. Các bạn mở cam lên đi để thầy xem là chúng ta đang ngồi trên máy tính không chứ. Trừ Khánh. Nè, Khánh ngồi mở cam. Thúy Dương vậy? Thúy Dương. Điểm D này được tạo ra bằng cách là vẽ phân giác đúng không? Vẽ phân giác, vậy chúng ta nghĩ đến tính chất phân giác, được chưa? Đấy, thầy gợi ý nhé, chúng ta thử tính nhớ lại nào. Tính chất phân giác. Thì tính chất phân giác thầy nhắc lại luôn đây nha. Ví dụ BD là tia phân giác góc ABC, chúng ta có DA trên DC. DA trên DC bằng BA trên BC nhá. Bằng tương ứng tỷ lệ với hai cạnh tương ứng. Được chưa? DA trên DC bằng BA trên BC. Đây là tính chất phân giác. Đó. Vậy chúng ta dựa vào cái này để các bạn tính chất thầy AD nhá. Vậy là biết tỷ số, biết cạnh AD nữa. Đó, chúng ta sẽ tính được. Biết cạnh AC. Chắc chắn ta chưa một lần nhé. Làm luôn này. Nghe đã. Ừ, đúng rồi. Rồi đấy, đó. Còn nghĩ tiếp đi. DE nữa. DE thì lúc này bây giờ dùng test đấy, đúng không? Đồng dạng đúng không? Ai ra đã số chưa? Giờ này không bật cam. Nguyên bật cam hay là bật cam màn ảnh? Cam à. Nào, trên Zoom bạn nào tính ra chưa? Dương, hai Dương. Nhá, vậy theo tính chất phân giác chúng ta có cái này, đúng không? DA trên BA thì bằng DC bằng BA trên BC, được chưa? Đó. Có A này. Chúng ta theo tính chất phân giác này. Phân giác thì chúng ta sẽ có là gì? DA trên DC bằng BA trên BC. BA thì bằng 6, BC thì bằng 14. Được chưa? Vậy là chúng ta biết tỷ số và biết tổng DA cộng DC thì bằng 10. Bài toán trở thành biết tổng với biết tỷ, đúng không? Đấy. Thì các bạn sẽ được là DA bằng này. Bây bài toán tổng tỷ nhá.
lấy tổng là 10 chia cho tổng số phần. DA là 6 phần, DC là 14 phần. Được chưa? Để ta ra 1 phần, sau đó nhân với DA tương ứng là 6 phần. Được chưa? Đấy, thì chúng ta được là 10 x 60 chia 20 chúng ta được 3 cm. Được chưa? 3. Từ đấy các bạn sẽ tìm được DC tương ứng là 10 trừ 3 bằng 7 cm. Nhá. Nhớ là bài toán tổng tỉ nhá. Chứ còn DE thì đương nhiên chúng ta DE được tạo ra bằng cách là song song. Vậy chúng ta dùng Thales nhá. Thales hoặc đồng dạng được, ta có là DE song song với BC. Nên chúng ta có tỉ số là DE trên BC bằng DE trên BC bằng cạnh tương ứng là AD trên AC. Đúng không? AD giả thiết cho là 3. À, đầu bài chúng ta vừa tính được 3. AC là 10. Đó, từ đó ta dùng tích chéo, đúng không? DE bằng tích chéo này. 3 nhân BC chia cho 10, đúng không? 3 BC chia 10. BC đầu bài cho 14, đúng không? 3 nhân 14 chia 10. 3 x 14 bằng 42, chia 10 ta được 4,2 cm. Ở bài này là thầy vẽ hình hơi bị lệch đúng không? Ví dụ 14 với 10 là nó giống giống nhau. Chuẩn ra là BC nó phải dài hơn, đúng chưa? Rồi, xong câu A. Câu B này, qua O kẻ đường thẳng song song. Song song. À, vẫn còn câu B nữa, tính MR nhé. Tính MR. Đây là ý 1A, đúng không? Tính MN nữa. M là trung điểm BD, N là trung điểm EC. À, nếu bạn nào nhớ được công thức MN thì ra luôn. Đấy. 1B. Nào, có ai nhớ công thức MN gì không? Thì tiện thể đây thầy nhắc lại công thức đường trung bình của hình thang nhá. Không, đường trung bình này. Đó. Thì bằng tổng hai đáy chia đôi, được chưa? Đường trung bình nối trung điểm của hai cạnh bên thì bằng tổng hai đáy chia đôi. Thế còn nối trung điểm của hai đường chéo thì bằng hiệu hai đáy chia đôi nhá. Đó. Vậy chúng ta có là MN bằng 1/2 BC trừ DE. Đấy, như công thức này nhé. Thấy không? BC biết, DE biết, ta thay vào ta sẽ tính được MN nhé. Câu 2, có O kẻ đường thẳng song song với BC, cắt tại P và Q. Đây, kẻ song song. Đó. Cắt tại P và Q. Chứng minh đẳng thức trên. 1 trên DE cộng 1 trên BC bằng 2 trên PQ. Quỳnh à, Mỹ à, chụp anh.
À, chúng ta vẽ thông hình chưa? Để hướng dẫn nhé. Ở đây các bạn sẽ thấy là nhìn OP và OQ có thấy bằng nhau không? Đấy, bằng nhau nhá. Còn nếu bạn đã quét cái hình này rồi thì thấy bằng nhau ngay. Vì sao bằng nhau này? Vì chúng ta có là OP trên ED thì nó đều bằng nó bằng OQ trên ED, do nó cùng bằng tỷ số là BO trên BD nhá. Bây giờ chúng ta có này, do ta led nên chúng ta có là OP trên DE bằng đây. OP trên DE thì bằng BO trên BD. BO trên BD. Đó. Đây là do OP song song với DE. Đấy, ta led hoặc đồng dạng nhá. Đồng dạng thì chính là tam giác BOP đồng dạng với BDE. Tương tự như vậy, OQ trên DE. OQ trên DE thì bằng gì? Thủy Dương. OQ trên DE thì bằng gì? Dương. Dương rồi. Dương, Dương cứ nói đi, sai thì sửa cho. Dương. OQ trên DE. Do OQ sang trong DE nào, thì OQ trên DE bằng gì nào? Hoàng Dương vậy, Hoàng Dương. OQ trên DE. Khánh nào? Đúng rồi, CO trên CE nhá. Tương ứng này, cạnh CO trên CE nhá. CE. Đó. Mà ta lại thấy hai thằng này bằng nhau này. Đó, vì sao bằng nhau? BO trên BD bằng CO trên CE, bởi vì DE song song với BC nhá. Đó. Ta lại có là BO trên BD lại bằng CO trên CE. Đây là do DE song song với BC. Thế thôi. Vậy là hai đồng chí đều bằng nhau, đúng không? Vậy từ đó ta được là OP trên DE thì bằng OQ trên DE. Chung mẫu số nên được OP bằng OQ. OP bằng OQ. Nào, bây giờ ta xem OP bằng OQ rồi nhá. Bây giờ ta xem cái này. Đấy, xem cái này biến đổi như nào. Thì các bạn sẽ thấy là nó bằng OP bằng OQ bằng nửa PQ, đúng không? Nửa PQ. Thế từ đó mình sẽ thấy là 2 trên PQ. 2 trên PQ. 2 trên PQ. Thì nó chính là bằng 2 chia cho 2 lần OP, đúng không? Đấy. Bằng 1 trên OP. Đó, và nó cũng bằng 1 trên OQ. Đấy. Chờ. Vậy là thay vì chứng minh bằng 2 trên PQ, ta chứng minh bằng 1 trên OP hoặc 1 trên OQ nhá. Đấy. Để viết chỗ này. Chỗ này viết nháp này, bằng 1 trên OP. Nhá, 1 trên OP. Vậy là làm ra xuất hiện tỷ số thì thầy sẽ biến đổi như này, biến đổi nháp như này. Đây, 1 trên DE này. Ở đây, viết ra nháp chỗ bên này dễ hơn. Nháp nhá. 1 trên DE cộng 1 trên BC bằng 1 trên OP. Thấy nhân cả hai vế với OP thì ta được OP trên DE cộng OP trên BC
thì bằng OP trên OP và bằng 1, đúng không? Đấy. Vậy là ta chứng minh cái tổng hai tỉ số này bằng bằng 1. Thì ta xem từng cái nó như nào nhá. Ta xem OP. OP trên DE thì bằng gì? À. OP trên DE à, ta có rồi đây. Bằng OB, BO trên BD, đúng không? Bằng BO trên BD. Bằng BO trên BD. Đó. Thế còn cái hai là OP trên BC thì bằng gì? OP trên BC bằng gì? Đấy. OP trên BC. OP trên BC thì chính là bằng EO trên EC, đúng không? Ta lét nhá. EO trên EC. EO trên EC. EO trên EC thì bằng DO trên DB. Đấy, và cái này nó bằng là DO trên BD. Đấy, vậy chúng ta thấy mẫu số chung chưa? Với cộng hai thằng này lại cái nó chính là bằng bằng 1 luôn nhá. Từ đó chúng ta cộng lại, chúng ta được là OP trên DE cộng OP trên BC. Đây, thay bằng BO và DO đúng không? Trên BD và cộng với DO trên BD. Mẫu số chung là BD trên tử tổng 2 cộng lại chúng bằng BD, vậy BD trên BD là 1. Đúng không? Thôi là xong nhá. Thấy không? Đấy, về nhà xem lại thầy ý 2 nhé. Ý 2 biến đổi hơi lằng nhằng một chút. Chưa zoom các bạn hiểu chưa? Còn ai chưa hiểu đoạn nào cứ hỏi thầy luôn. Đấy, ta sang bài này sẽ nhẹ nhàng hơn. Thực ra bài này không khó đúng không? Nó chỉ là hơi lằng nhằng thôi. Còn bài này sẽ... cho tam giác vuông AH là đường cao, BD là đường phân giác. Đấy, có phân giác lại nghĩ tính chất phân giác. Không?
tam giác vuông, AH là đường cao. BD là đường phân giác. BD là đường phân giác. Đánh dấu bằng nhau lại, đúng không? Y ra điểm AHBD. Chứng minh ABD đồng dạng với HBI. Dễ rồi đúng không? Câu A thì hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc rồi đúng không? Đây là hai tam giác vuông đúng không? Và có hai góc nhọn B bằng nhau. Đấy, bỏ qua nhá. Khánh nhìn ra rồi đúng không? ABD vuông, BHI vuông có góc B bằng góc B nhá. Xin ra. Rồi, câu B. Chứng minh tam giác ADI cân. Nào, có xem có cái gì liên quan đến câu trước không? Nguyên nào? Nguyên nhìn thấy cái gì liên quan đến câu trước không? Tam giác ADI. Không. Ừ. Đoán con Nguyên đoán là cân ở đâu? Cân ở đỉnh nào? Ở A. Thế vậy phải chứng minh hai góc này bằng nhau. Đó, đã thấy hai góc này nó thuộc hai tam giác ở câu A chưa? Đúng không? Hai góc tương ứng, đúng chưa? Đây từ câu A thì mình sẽ suy được hai góc tương ứng, hai góc nhọn bằng nhau thôi. Góc này và góc này đối đỉnh với hai người bằng nhau, đúng chưa? Đấy, câu A suy câu B nhá. Vậy là câu A ta được góc ADB, ADB thì bằng HIB, HIB. Đó, đúng không? HIB thì lại bằng AID, đối đỉnh. Đó, vậy là từ đây ta được tam giác ADI cân. Tạm. À, dễ chưa nào? Đấy, câu C. Đấy, câu C thì cần các bạn nghĩ một chút nhé. Chứng minh. Đây là mô hình tích. Chúng ta phải biến đổi ra tỷ số. Biến đổi tỷ số. Tỷ số lại xem có liên quan qua không?
Ai ra chưa? Thảo. Thảo giờ mới vào à? Chắc bận học đúng không? Dạ. Ừ. Thảo vẽ hình bên này chưa? Nào, xem câu A có dùng được tỉ số nào không. Đấy, các bạn xem là cái tích ở câu C thì chúng ta phải biến đổi dạng tỉ số, và tỉ số này có dùng được từ câu A hay không, hoặc là có dùng được từ tính chất phân giác hay không, đúng không? Đấy, nha. Ok, Đức. Đúng rồi đấy Đức ạ. Thế bây giờ ta sẽ biến đổi cái tỉ số này nhá. Biến đổi cái tích này theo dạng tỉ số nhá. Bằng IA nhân DA tương đương với, chúng ta phải biến đổi về dạng tỉ số để dùng tam giác lục dạng hoặc Thales, đúng không? IH chia IA hoặc chia DA đều được, đúng không? Ta xem chia gì nhá. IH chia IA. IH đây. IH thì chúng ta nhìn thấy này. IH nó có từ câu A đúng không? Thì tương ứng phải AD. Vậy ta lấy AD nhá. Đó. Đó, tích chéo DA thì về chỗ này phải IA trên DC. Đấy, chúng ta cần chứng minh cái hệ thức 1 này. Được chưa? Một. Đấy, các bạn hiểu chưa? Thế ta xem IH trên DA. IH trên DA là có từ câu A, đúng không? Đó. Vậy là từ câu A ta sẽ suy được cái này. IH trên DA bằng, ta xem nhé. IH trên DA thì bằng HB trên AB, đúng không? HB trên AB. Hoặc là bằng BI. Mà thôi ta không lấy BI, đúng không? Đấy, ta lấy HB nhá. Đấy, bây giờ chứng minh hai thằng này bằng nhau. IA trên DC thì bằng HB trên AB.
Đây là tiếp nhé. À, vừa rồi ta được cái tỷ số thứ nhất là IH trên DA bằng này rồi. Đấy. Đặt là 2 nhá. Thì bây giờ ta xem IA trên DC. IA trên DC thì bằng gì? IA. Thế bây giờ theo câu B ta lại có IA này. Lại bằng DA, đúng không? Ta mất cân mà. Đó, nên ta viết bằng DA trên DC. Đúng không? DA trên DC. DA trên DC. Cái DA trên DC sau khi phân giác nó lại bằng BA trên B DC nhá. Cái này nó bằng BA trên BC. Đấy, vậy là ta đưa được về hai cái tỷ số này rồi. Đúng không? Cần chứng minh hai ngoặc vuông bằng nhau. Hai cái tỷ số trong ô vuông bằng nhau nữa là xong nhá. Thằng này bằng thằng này, khi hai thằng này bằng nhau tức là một đúng, một đúng tức là thằng này đúng. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy HB trên BA bằng BA trên BC vì sao? Đấy, lúc này không liên quan điểm I, điểm D nữa rồi. Đấy. Hai tỷ số trong hai ô vuông bằng nhau vì sao? Lại xem cặp nào đồng dạng để liên quan tỷ số đấy, đúng không? Nào. Thảo nào. Thảo cho tôi biết vì sao hai ngoặc vuông này bằng nhau. Dạ thầy, là do tam giác ABH tam giác với CAH. Đúng rồi. Tam giác với CAB. Đúng rồi, do tam giác HAB đồng dạng với BA BAC, đúng không? Đấy. Cái mô hình tam giác vuông nhé, để nói lại này. Mô hình tam giác vuông có đường cao. Đó. Thì cái tam giác số 1 đồng dạng với tam giác số 2 và đồng dạng với tam giác ban đầu nhá. Ba tam giác này đồng dạng với nhau, từng đôi một. Đấy. Đấy. Và tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có là tam giác ABH đồng dạng với tam giác A này, chúng ta nhìn A này. A thì tương ứng với góc C nhá. Hai góc này bằng nhau bởi vì cùng phụ với góc B nhá. Vậy là C BA BA góc từ đấy suy ra hai tỷ số bằng nhau. Ta viết lại thôi. HB thì tương ứng là BA đúng không? Hay là AB thì bằng BA trên BC 4. Đó. Đó. Vậy là từ 2 3 4 ta suy ra hai vế này bằng nhau tức là một đúng, đúng không? Vậy là từ 2 3 4 ta suy ra một. Đó, suy ra một. Mà một tức là cái đầu bài, à cái điều phải chứng minh nhá. Xong. Cứ liên quan đường cao tam giác vuông là chúng ta phải nhớ là có cái tính chất là ba tam giác đồng dạng với nhau.
Khánh hiểu không? Ừ? Đâu, con rối đoạn nào? C à? Đoạn này hiểu chưa? Đưa về tỷ số nhá. Đưa tỷ số này. Xong bước này nhá. Đưa tỷ số. Ta xem từng cái vế một nó sẽ bằng gì. Thì IH trên DA thì ta lại để ý là dùng câu A thì nó bằng HB trên AB. Đấy, để đấy nhá. Vậy xong thằng này nhá. Đến IA trên DC. IA. IA trên DC nó rời rạc này. Thì ta thấy là D IA lại bằng AD, đúng không? Nên nó bằng DA trên DC. Mà DA trên DC theo tính phân giác thì nó bằng BA trên BC. Được chưa? Đấy. Thế vậy là đây. Vế trái thì bằng thằng này, vế phải thì bằng thằng này. Như vậy cần chứng minh hai thằng này bằng nhau. Mà hai thằng này thì nó nằm trong hai tam giác đồng đồng giải. Để viết ra thì mới nhớ được. Làm bài này trước đi. Bài này nó cũng cho điểm M nằm trong hình bình hành sao cho MAB bằng MCB. Vẽ hình bình hành nha. A B C D. MAB MAB bằng MCB, ta phải lựa thôi nhá. Đấy, khoảng này. MAB bằng MCB. Để M đây. MAB bằng MCB. Qua M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB CD ở G và H. Đấy. Thầy đặt M ở đây nó bị vướng vào cái đường song song rồi. G H M đây. Đó. Qua M kẻ song song với AB cắt BC ở F. F. Chứng minh AGM đồng dạng với CFM. Câu đầu thì thường không khó nhé.
Vẽ hình chưa Khánh? Câu A dễ rồi đúng không? A, G, M, C, S, M. C, S, M. Tam giác A, G, M. Tam giác C, F, M. Có gì bằng nhau rồi Khánh? A, C. Có A, C theo giả tiết thôi, đúng không? G, A, M. G, A, M. Nhìn đánh dấu rồi, đúng không? Bằng F, C, M. Giả tiết, có câu nào nữa? Đấy, hai cặp góc rồi. Câu nào nữa nhỉ? Câu này. Đấy, ta xem bằng câu này không? À, xem bằng câu này không? À đâu? À, góc G để tương ứng với lại góc F. Đúng không? Bằng nhau vì cùng bằng góc B. Đúng không? Hai thằng này bằng nhau đồng vị, hai thằng này bằng nhau là đồng vị, được chưa? Đó. Góc thứ hai là góc AGM. AGM thì bằng CFM. CFM do cùng bằng góc B. Thấy không? Nên hai tam giác đồng giải nhá. Đây là dựa vào câu A để ta xem câu B làm như nào. Đấy, UB. Góc MBC ta đánh dấu rồi nhé, MBC. À, phải nối à. MBC. MBC bằng MDC. Đó, MBC đây. Ba vạch, đúng không? MBC bằng MDC. Đấy, hai góc lại bằng nhau. Đấy, ta lại tìm xem nó nằm ở hai tam giác đồng dạng, đúng không? Ghế chắc phải đổ ghế khác không? Dưới này có một ghế trống này nhỉ, sau này bỏ đổ ghế. Mỗi lần ngồi giật mình, học sinh giật mình. Khánh nhìn ra hai tấm nào chưa? Đập luôn nó mắt ấy, cần đừng nhìn. Đúng không? MBC với cả MDC. Nào. Hai giác đấy MBC có một góc M là tù, còn MDC không có tù nào vậy, không đồng dạng rồi, đúng không?
Thảo nhìn ra hai tam giác đầu dạng chưa? Nghĩa là MDC với MBC ạ. MDC và MBC thì chúng ta thấy cái góc MBC này, góc M này tù này, đúng không? Đối với hình vẽ này tù, còn MDC thì không có tù được cả. Vậy hai tam giác này là không đồng dạng nhá. Đấy. Tức là mình phải phán đoán bằng mắt nữa. Thảo, Dương, Thùy Dương, phán đoán hai tam giác nào? Hai tam giác nào liên quan đến góc B và góc D? Đây này, nếu góc B này nhá thì nó có MBC chúng ta vừa loại rồi, đúng không? Vậy nó chỉ còn tam giác thì MBF, đúng không? MBF, MBF thì nó nhìn nó giống tam giác này chưa? MDH chưa, đúng không? Đó, vấn đề chúng ta viết thứ tự đỉnh để chúng ta chứng minh thôi nhá. Đấy. Xét tam giác MBF, MBF và đó, xem thứ tự đỉnh là tam giác gì. B là D, vậy D nằm giữa nhá. D nằm giữa. Ta nhìn này, góc F là góc tù đúng không? Tương ứng góc H là góc tù. Được chưa? F vậy H tương ứng đây. Vậy cuối cùng nó là MDH. Được chưa? Đấy, B. Chúng ta chứng minh hai tam giác đồng dạng. MBF phải đánh dấu lại. MHD, không? Trước tiên là chúng ta phải tìm ra cái cặp góc nào bằng nhau đã, đúng không? Sau đó thì mới là cạnh tương ứng tỷ lệ. Đức tìm ra cặp góc nào bằng nhau chưa? Đức. Còn góc MHD à? À đúng rồi, góc này. Được chưa? Đó. Bằng góc này. Do cùng bằng góc C. Được chưa? Đấy, vậy có một cặp góc rồi nhá. Để các bạn soi cho thầy xem là cặp cạnh kề có tỷ lệ không, đúng không? MFB bằng MHD. Do cùng bằng góc D CB nhá. Bằng do đồng vị thôi. Đấy, để xem cặp cạnh tỷ lệ. Cặp cạnh tỷ lệ lại viết thôi, đúng không? Tương ứng với cạnh góc F là FB. FB thì phải trên là HD, đúng không? HD. Xem nó có bằng FM. FM trên HM không? Đó, ta xem. FB
FH đúng không? HM và HD à, có liên quan gì đến câu A? Có rồi đúng không? FB thì bằng đấy, bằng MG đúng chưa? À, FB bằng MG. FM thì xuất hiện tam giác này, đây có B là hai tam giác này đồng dạng đúng không? Đó. Đây, cạnh này bằng cạnh này. Đấy, thế còn HM thì bằng FC. DH thì bằng AG. Thế vậy có rồi, đúng không? Thì cái này là sẽ bằng nhau này, do. Đấy, do theo câu A nhé. Ta do theo câu A, ta rút ra tỉ số nhá. FB thì nó là MG đúng không? MG. Ta xem MG này, câu A này, MG thì trên FM đúng không? FM bằng AG trên CF. Đó là theo qua nhá. Đấy. Thì ta mới thay vào. Đấy, ta thay vào. MG thì bằng BF đúng không? BF. Đấy, MF. MF để nguyên đúng không? Đây, MF để đây. Bằng AG. AG ta thay bằng HD. HD. Thế còn CF, CF ta thay bằng HM. Đúng không? HM. Đó. Đấy thì chúng ta nhìn đây giống nhau chưa? Đúng không? Đấy, chéo cái tích chéo này phát là giống nhau nhá. Rồi, vậy hai tam giác này đồng dạng. MBF đồng dạng với MDH. Mà đồng dạng thì chia hai góc bằng nhau, đúng không? Điều phải chứng minh. Thấy được không? Đoạn này là về chúng ta viết lại chúng ta mới nhớ được nhé. Chúng ta chỉ thấy là à, có sự liên quan thôi. Sau đó phải viết cái này xong rồi giống tương ứng với này sao? Thêm một bài nữa nhé, bài số 4. Câu 4 này thì ngắn thôi. Cho tam giác AC M bất kỳ trong tam giác. M bất kỳ trong tam giác. DEF lần lượt là trọng tâm của ABC. Trọng tâm của ABC. MAC và MAB. Đó, trọng tâm. Bài vẽ hình to, không to bị rối hình. Trọng tâm ta vẽ nào? Trọng tâm là giao điểm ba đường trung tuyến nhá. Nhưng mà chúng ta chỉ nên vẽ một đường thôi và chúng ta lấy chia ba ra thì chúng ta vẽ ra trọng tâm. Ở đây thầy lấy trung điểm này. Đó, chia ba ra nhá. Thì ra trọng tâm, đúng không? MAB là trọng tâm là F.
F đúng không? Tiếp MAC thì ta lại lấy trung điểm, ta gióng song song sang để có trung điểm này. Ta lại nối này lại. Ta lại gióng song song mà chia 3 đúng không? Chia 3 E. Đấy. Trọng tâm của hai tam giác MAB MAC nhá. Thế còn M à, còn ABC nữa. ABC thì chúng ta cũng nên lấy trung điểm BC bởi nó có sự gắn kết với trung điểm này này nhá. Đó. Và chúng ta lại nối. Đó, lấy điểm M hơi đặc biệt nên là chúng ta hơi phải vẽ lệch một chút nha. Đấy, thầy lại lấy trung trung tuyến nhá. Ví dụ đây là D này. À, P này. Q này. H này, đấy, trung điểm nhá, trung điểm này. Xong lại chia 3, đúng không? Chia 3. Đó, thì đây là D. Trung tuyến chia 3 nhá. Đầu bài này. Chứng minh DEF. DEF. Đó là cái tam giác thầy vẽ đây. Đồng dạng với MBC và tính tỉ số đồng dạng. Đấy, hơi rối hình nhá. Vậy là điểm M nếu chúng ta vẽ lệch ra khỏi cái đường trung tuyến này thì nó rối hơn, hiểu chưa? Bạn nào vẽ xít quá thì cần phải vẽ lại. Ở đây ta sẽ có là mấy cái trung điểm này, H B bằng HD một trung điểm thứ hai là QC bằng QD, trung điểm thứ ba là PB bằng PC. Đó, ba trung tuyến và tương ứng với nó là ba trọng tâm, tức là chúng ta có AF, AF bằng 2/3 AH, tính chất trọng tâm nhá. AE bằng 2/3 AQ. Đó, và AD bằng 2/3 AP. Đó. Chứng minh hai tam giác đồng dạng. Trong bài này có một loạt những tỷ lệ bằng nhau đấy, đúng không?
chữ ra ngoài. Rồi vẽ hình rối quá đúng không? Sau vẽ to lên nhá. Bài này yêu cầu là tính cả tỉ số đồng dạng. Vậy các bạn so sánh cho thầy xem là các cạnh tương ứng là có tỉ số bao nhiêu, đúng không? Đây, mình viết ra đây nhé. Tam giác DEF, DEF và MBC, đúng không? MBC. À, vậy là ta phải so sánh DE và MB, đúng không? DE và MB đây, M đây. Viết nó bị đấy. DE và MB. Đấy. Nào, thế là so sánh trung gian, ta nhìn thấy DE so sánh trung gian qua cái gì? Khánh nhìn thấy không? DE. Đấy, có một loạt tỉ số này, AE trên AQ bằng 2/3. AD trên AP cũng bằng 2/3. Vậy DE so sánh qua gì? Như là AE bằng 2/3 AQ. AE bằng 2/3 AQ, AD bằng 2/3 AP. Vẽ riêng ra nhé, cho nó dễ nhé. AP Q, đúng không? À, đây. Đấy. AE bằng 2/3 AQ, AD bằng 2/3 AP, thế vậy là DE cũng bằng 2/3 AP, PQ, đúng chưa cả lớp? Đấy nhá. DE bằng 2/3 PQ. Đấy, vậy chúng ta có cái tỉ số đầu tiên như vậy. Ở đây do này, do AE chia AQ bằng AD chia AP cùng bằng 2/3. Đó. Nên các bạn phải chia nó song song đã nhé. Theo định kiến đảo Thales thì ta chia DE song song BC. Đó. Song song rồi ta lại thấy nó bằng nốt tỉ số DE trên P, PQ, đúng không? Song song rồi nên ta chia nốt DE trên PQ cũng bằng 2/3. Tức là DE bằng 2/3 PQ, đúng không? Đó. DE bằng 2/3. Nào, bây giờ vừa rồi chúng ta thấy là cần so sánh DE và MB, đúng không? Đó. DE theo PQ, PQ thì bằng nửa MB, đúng không? Được trung bình mà nhá. PQ bằng nửa MB. Được chưa? Vậy là ta lắp vào đây, ta sẽ suy được là DE bằng 2/3 nhân PQ, nhưng PQ lại bằng nửa MB. Vậy rút gọn đi ta được là 1/3 MB. Được chưa? DE bằng 1/3 MB. Đấy, so sánh DE 1/3 MB rồi. Nào, chúng ta hiểu rõ này chưa?
Thảo hiểu chưa không Thảo? Dạ rồi. Rồi đó. Thế thì DE tương tự DF cũng bằng nửa, tương tự DF cũng bằng 1/3 M, MC. Hoàn toàn tương tự nhá, đúng không? Tương tự DF cũng bằng 1/3 MC. Và EF cũng bằng 1/3 BC. Vậy là ba cạnh tam giác này bằng 1/3 ba cạnh trong kia, nên hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp là cạnh cái cạnh nhá. Đó, thì là tam giác DEF đồng dạng với tam giác MBC. Thường ấy là chúng ta hay góc góc hoặc cạnh góc cạnh đúng không? Nhưng bài này là cạnh 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 và tỉ số đồng dạng. Tỉ số đồng dạng là 1/3, đúng không? Đó. Cạnh 1/3 nên tỉ số đồng dạng là 1/3. Xong nhá. Bài này không khó mà nhìn ra là khó phết, đúng không? Nếu mà vẽ bé hình càng rối hình. Các bạn làm cho thầy bài còn lại nhá, bài số 6 nhá. Đấy. Bài 6 là có tam giác vuông đấy, nên chú ý là tam giác vuông thì là hai tam giác bé bé đồng dạng với nhau và đồng dạng tam giác lớn. Đấy, và về biến đổi lại cho thầy những cái bài kiểu như này nhé, coi như làm lại được chưa? Rồi, ta nghỉ nhá.